Đi học đứng học ăn học nói học ngồi để nó thi qua khôi, hiểu không? À, là dạy cùng với môn hạnh đó hả? Ừ. Cô kiếm chi ta? Ngồi ở đây là cái gì ta? Ở đây là gì ta? Ở đợ. Cô đừng coi thường con nghe. Ngoài cái chuyện ở đợ con được chuyện nguy hiểm á. Nguy hiểm hả? Thiệt quá. Con nói thiệt. Rồi cô sẽ tính con lần này. Thiệt hả cô? Ừ. Bên à. Gì vậy Lét? Đang làm gì vậy? Em đang bận lắm. À thấy rồi, thấy bận cáo đậm màu hồng. Anh vui lắm hả? Vui. Em không có vui. Vui gì? Để chứ nó bận gì thì nói đi. Nói chung á là em đang rất là bận nhiều nhiều việc mà anh không hiểu nổi đâu. Ờ em đừng có xạo. Em mà bận cái gì? Công việc nhà anh làm hết, em mới không không mà kia em bận. Nè em nói cho anh biết nha, không phải là em làm biếng em không làm nha, mà tại vì trong cái căn nhà này có rất là nhiều việc mà nó không có phù hợp với cái lứa tuổi và cái thể trạng của em. Vậy hả? Vậy thì từ bây giờ em sẽ có công chuyện phù hợp với em. À, sẵn đây nói luôn. Anh đã được cô mẹ của em mời làm gia sư dạy cho em. Anh làm gia sư cho em á hả? Còn ý của anh á là anh sẽ lôi người con gái trong em á lộ diện. Hả? Thank you.
hên lét. Không có chi. Bài học thứ ba, chúng ta phải rèn luyện sức khỏe mỗi lúc mỗi nơi. Anh nào? Hả? Em nhớ hồi nhỏ em hứa gì với anh không? Chị hồi nhỏ hai đứa mình đó hả? Anh Lép này, anh hỏi chị hồi nhỏ làm sao em nhớ được. Hồi nhỏ anh biết tính em rồi đó, em hứa với anh biết bao nhiêu là chuyện. Mà đâu phải em hứa một mình anh thôi đâu, ai cũng hứa hết trơn á. Đó. Anh nói sao em nhớ được? Không, hồi nhỏ em hứa là em á sẽ làm mẹ những đứa con của anh á. Thôi anh Lép ơi, em cô đi chơi với Út nhỏ nha. Tí nữa ngủ xong rồi nhớ đến răng rửa mặt nha. Bye bye anh Lép. Em đi nha anh Lép. Những đứa con của anh đó hả? Những đứa con đó hả? Cái này giống cười coi thường lắm. Cái đồ vô tình. Hứa với người ta, bữa giờ quên. Làm chờ đợi mấy chục năm. Lép ơi, mày đúng là trang khờ thủy chung mà.